Tauzin có tác dụng gì bạn đã biết chưa? Chúng rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ, chất này tập trung chủ yếu trong não, mắt tim và cơ bắp. Cơ thể chúng ta có thể tự sản xuất được chất này nhưng với trẻ thì chưa tự tổng hợp được do các chức năng còn chưa hoàn thiện. Vì vậy bổ sung Tauzin đúng cách và đúng lượng là điều mà nhiều bà mẹ tìm kiếm. Hãy tham khảo video này nhé. Mẹ đã biết Tauzin là gì chưa? cũng có bản chất là axit amin nhưng taurin không giống với các protein. Cơ thể có khả năng tự tổng hợp được taurin nhưng chúng ta vẫn cần bổ sung chúng từ thực phẩm. Một số nguồn taurin chính trong tự nhiên đến từ các loại cá, thịt, sữa. Vì thế, nếu trẻ ăn uống kém, khả năng thiếu hụt taurin rất dễ xảy ra. Hiện nay cũng có nhiều loại sữa công thức bổ sung taurin cho trẻ. Ngoài ra còn có một số thực phẩm chức năng bổ sung taurin. Tuy nhiên, đừng vội vàng bổ sung chúng Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin về tauzin và cách bổ sung chúng mẹ nhé tauzin có tác dụng gì với sự phát triển của trẻ tauzin tham gia vào nhiều quá trình vận hành chức năng của cơ thể người ta thường nhắc đến tauzin với công dụng kích thích trí não Tuy nhiên bạn sẽ phải bất ngờ khi biết được các công dụng khác của tauzin tauzin có tác dụng gì giúp phát triển trí não ngay từ giai đoạn bào thai tau đã là một phần cấu trúc của các tế bào thần kinh khi em bé chào đời, tauzin tập trung nhiều nhất ở tế bào não và khi đó cơ thể trẻ có nhu cầu tauzin rất cao. Từ 3 tháng 6 tuổi trở đi, hợp chất này giúp bảo vệ cấu trúc tế bào thần kinh khỏi hư hại, hỗ trợ hệ thống thần kinh làm việc chính xác, dẻo dai, bền bỉ hơn. Trẻ bị thiếu hụt tauzin sẽ thường xuyên quấy khóc, tâm trạng không tốt, dễ kích động. Tauzin có tác dụng gì? Giúp phát triển thị giác và thính giác. Tauzin giúp tăng cường thị lực là một trong những công dụng nổi bật. Chúng giúp các tế bào hình que và hình nón trong mắt phát triển mạnh mẽ. Vì thế, trẻ sẽ nhìn rõ hơn khi đó đủ tao Tất cả các mô mắt đều chứa tao Điển hình là ở võng mạc, giác mạc, thủy tinh thể, mống mắt, thể mi. Nếu trẻ bị thiếu hụt tao từ trong bụng mẹ, khi sinh ra sẽ có nguy cơ mù loà cao. Tao cũng góp phần phát triển thính giác của trẻ, giúp cho tốc độ phản ứng thính giác nhanh hơn. Đặc biệt đối với trẻ sinh non, các giác quan chưa được hoàn thiện thì bổ sung tao là rất cần thiết. Tau zin có tác dụng gì, giúp cải thiện chứng biếng ăn? Tau zin kết hợp với axit mật sẽ hỗ trợ việc hấp thụ lipid của trẻ. Từ đó giúp trẻ tiêu hóa được chất béo tốt hơn. Với trẻ sơ sinh và trẻ bị sơ nang, khả năng hấp thu kém thì tau din đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa và hấp thu chất béo. Do vậy, chúng giúp bé ăn ngon miệng hơn, tiêu hóa dễ dàng hơn. Tau din có tác dụng gì, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch? Nồng độ tauzin cao sẽ làm giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Tauzin hỗ trợ điều hòa huyết áp bằng việc làm giảm sức căng thành mạch. Chúng giúp lòng mạch giãn rộng hơn một chút để máu lưu thông tốt hơn. Từ đó, tauzin góp phần làm dịu các triệu chứng của bệnh cao huyết áp. Ngoài ra, chất này còn làm giảm viêm và giảm các mảng sơ vữa tại động mạch. Từ đó gián tiếp làm hạn chế sự hình thành của các cục máu đông. Nguy cơ trẻ mắc các chứng bệnh về tim mạch sẽ được giảm đi rất nhiều. Vì thế, bổ sung tauzin là cách giúp hệ tim mạch của con khỏe mạnh hơn. Tauzin có tác dụng gì, những lợi ích khác đối với cơ thể? Ngoài những vai trò trên, tauzin còn là một hoạt chất chiếm nồng độ cao trong các cơ quan quan trọng khác như tủy thận. Tác dụng chính của tauzin là tham gia điều hòa kích thước và bảo vệ tế bào. Vì thế chúng tham gia hỗ trợ và duy trì cho các chức năng sinh lý của cơ thể. Ngoài ra, hoạt chất này có tác dụng làm giảm các cơn co giật. Điều trị động kinh Tau din còn có thể bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương gốc tự do và độc tố. Đối với trẻ sơ sinh thì các chức năng chưa được ổn định và phát triển nên khả năng bảo tồn, lưu trữ tau din còn rất kém. Các bậc phụ huynh nên bổ sung tau din hàng ngày cho con. Bổ sung tau din cho trẻ bằng cách nào? Trong tự nhiên, tau din có hàm lượng cao trong các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật. Sau khi sinh, lượng tau din trong sữa mẹ sẽ giảm dần nhưng bé luôn cần được bổ sung hoạt chất này. Mẹ có thể tham khảo các loại sữa công thức có bổ sung taurin, DHA, choline, đây những dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Hiểu được taurin có tác dụng gì nhưng ba mẹ không nên quá vội vàng trong việc bổ sung cho con. Trung bình mỗi ngày cần khoảng 50mg đến 1g taurin với trẻ em. Đặc biệt ta cần chú ý hơn tới những đối tượng dễ bị thiếu hụt taurin như trẻ sinh non, trẻ sơ sinh, trẻ trong giai đoạn phát triển. Giai đoạn mang thai và cho con bú. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mẹ bầu nên bổ sung đầy đủ tauzin cho trẻ đặc biệt là giai đoạn 4 tháng cuối chu kỳ. Thai nhi cần khoảng 6 đến 8 mg tauzin mỗi ngày. Vì vậy để đảm bảo thì mẹ bầu cần bổ sung 20 mg tauzin. Thai nhi và trẻ sơ sinh chưa thể tự tổng hợp tauzin mà cần nguồn dinh dưỡng từ mẹ. Tauzin sẽ giúp phát triển não bộ, thần kinh, khung xương, thị giác của trẻ ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Và đương nhiên, chúng hỗ trợ hoàn thiện các chức năng khi trẻ chào đời. Bổ sung đầy đủ tauzin còn để ngăn ngừa các bệnh về mắt ở trẻ, giảm stress ở phụ nữ mang thai. Bổ sung tauzin cho trẻ từ thực phẩm chức năng. Cùng với thắc mắc tauzin có tác dụng gì, nhiều ba mẹ muốn bổ sung dưỡng chất này qua thực phẩm chức năng cho con. Tuy nhiên trước khi sử dụng thực phẩm chức năng cần tham khảo lời khuyên từ bác sĩ. Theo các nghiên cứu đã được công bố hiện nay, tauzin không gây tác dụng phụ khi sử dụng với liều lượng được khuyến nghị. Tuy nhiên ra các mẹ cũng cần phải để ý đến những lưu ý sau. Soda, cà phê hay nước tăng lực cũng có hàm lượng tauzin cao. Nhưng bổ sung tauzin bằng cách này sẽ không có lợi cho phụ nữ mang thai và trẻ em. Vì có thể ảnh hưởng đến trí nhớ và tim mạch, nguyên nhân là vì lượng tauzin có trong những loại sản phẩm này là do tổng hợp chứ không phải từ nguồn gốc động vật. Nó phù hợp hơn với những người ăn chay. Bổ sung tauzin cần được kết hợp với ăn uống và vận động phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất trong thời gian sử dụng nếu dùng quá liều hoặc xuất hiện các tác dụng không mong muốn thì hãy đến cơ sở y tế taurin rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhưng các mẹ nên tìm hiểu kỹ và không nên quá lạm dụng giúp trẻ hấp thu taurin tốt hơn nhờ amano enzyme gold một giải pháp hữu hiệu hơn là giúp trẻ tăng cường hấp thu taurin nhiều hơn bằng cách bổ sung enzyme và lợi khuẩn trẻ sẽ ăn được nhiều hơn và tiêu hóa tốt hơn bé sẽ lấy được toàn bộ lượng taurin có trong bữa ăn dinh dưỡng của mẹ hơn nữa, dinh dưỡng trong một gói Amano Enzyme Gold sẽ đẩy mạnh công dụng của Tauzin. Enzyme giúp bé tiêu hóa tốt DHA giúp trẻ thông minh và Lysine giúp con ăn ngon miệng hơn. Vì thế đây là một lựa chọn tốt cùng với việc bổ sung Tauzin cho trẻ. Như vậy, giải đáp cho vấn đề Taurine có tác dụng gì thì Tauzin là một axit amin rất cần thiết cho trẻ để phát triển toàn diện. Mong rằng bài viết này sẽ giúp các bậc cha mẹ có được những thông tin hữu ích về công dụng của Tauzin đồng thời cha mẹ hiểu được cách bổ sung zin cho bé hợp lý. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo